cần cẩu chạm dây điện trung thế, tài xế chết thương tâm. Cơ quan chức năng xác định tài xế đã bị điện trung thế giật tử vong trong lúc dùng cần cẩu để cẩu hàng. Sáng 5 tháng 3, Trung tá Võ Thị Hoài Ngọc, trưởng công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tài xế bị điện giật chết khi đang điều khiển xe cẩu, xảy ra địa phương. Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ ngày 2 tháng 3, trên tuyến quốc lộ 80, đoạn gần cầu Simona thuộc xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, xảy ra vụ tai nạn thương tâm, khiến tài xế xe cẩu tử vong và phụ xe bị thương rất nặng do bị điện trung thế giật. Người điều khiển phương tiện là anh Nguyễn Hoàng Giang, sinh năm 1986, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Phụ xe là anh Phan Văn Bình, sinh năm 1989, ngụ ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò. Anh Giang lái xe cẩu hàng thuê cho một doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn huyện Lai Vung. Do bất cẩn trong lúc điều khiển xe, chiếc cần cẩu đã chạm vào đường dây điện trung thế, nên tài xế bị điện giật bên trong cabin. Khoảng 10 phút sau đó, anh Bình chạy đến mở cửa xe để giải cứu anh Giang, nhưng bị điện giật ngã xuống đất. Hậu quả, anh Giang đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, anh Bình được người dân ở gần đó hỗ trợ sơ cứu ban đầu, trong tình trạng bị cháy một bàn tay và hai chân. Sau đó, anh Bình được chuyển lên Sài Gòn tiếp tục điều trị. Tuổi thơ của Nguyễn Hữu Tình, nghi phạm vụ thảm sát 5 người ở thành phố Hồ Chí Minh. Để tìm hiểu rõ hơn về tuổi thơ của Nguyễn Hữu Tình, nghi phạm trong vụ sát hại 5 người ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gây chấn động dư luận những ngày qua, ngày 26 tháng 2, phóng viên tiếp tục tìm về xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đứa trẻ ngoan trở thành nghi phạm giết người. Tuổi thơ của nghi phạm Tình với nhận xét của thầy cô, hàng xóm láng giềng là một đứa trẻ ngoan, lễ phép và chưa từng làm phiền lòng bất cứ ai. Tuy nhiên, chỉ có cái tội nghiện game không ai có thể khuyên bảo được. Chia sẻ với phóng viên, bà Trần Lâm Tê, sinh năm 1977, mẹ ruột của Tình nói trong nước mắt, học tiểu học, thằng Tình là do tôi đưa rước. Hồi đó, đường xá đi lại khó khăn, hàng ngày tôi phải đưa con qua sông và đi hơn 2 cây số mới tới trường. Đến khi lên cấp 2, nó mặc cảm với bạn bè nên kêu tôi để nó tự đi học. Thấy vậy, tôi tích cóp, mượn ít tiền mua cho nó chiếc xe đạp. Kể từ đó, học hết lớp 6 là Tình trở thành một con người khác hẳn. Hôm đó, cô chủ nhiệm gọi điện về cho tôi nói là gần đây Tình thường xuyên nghỉ học. Tôi đang bán rau mà phải bỏ giữa chợ, đi rình xem lý do tại sao thì phát hiện nó hay la cà ở các phòng game. Bắt gặp ở chỗ này thì nó lại đến chỗ khác. Chơi từ 5 giờ sáng đến 2-3 giờ khuya, bà Tê nói. Theo bà Tê có lần giận quá, ông Nguyễn Hữu A, sinh năm 1974, cha của Tình lôi từ quán game về nhà đánh bầm tím cả người. Tình cũng không nhúc nhích, phản ứng gì, cứ đứng vậy cho đánh, trơ ra, không nói không rằng, Tình bỏ nhà đi buổi mấy ngày liền. Đến năm lớp 7, Tình vừa học vừa đi bán vé số, sau đó chuyển qua bán gương sen tại các quán nhậu. Đi lấy vé số bán rồi xài luôn tiền vốn nên phải nợ đại lý, rồi người ta kiếm tôi đòi tiền. Khi hỏi nó, thì nó nói tiền làm không đủ xài. Thậm chí nó còn giả giọng của tôi gọi điện cho cô giáo để xin nghỉ học nữa chứ. Bà Tê chia sẻ. Vì mê game, gia đình có ý định nhờ công an đưa đi cải tạo. Ông Nguyễn Tấn Phúc, trưởng công an xã Châu Lăng cho biết, ông A chăm sóc cây cảnh cho một ngôi chùa gần núi Cấm nên thường hay uống cà phê ở quán đối diện Ủy ban Nhân dân xã. Có lần ông A dạy con không được lên nhờ công an xã can thiệp. Thậm chí ông còn viết đơn xin chính quyền và ngành chức năng cho nó được đi cải tạo. Tình chỉ mê game chứ không thấy đánh nhau, quậy phá nên không có cách nào có thể đưa đi cải tạo được, ông Phúc nói. Gần nhà với nghi phạm Nguyễn Hữu Tình, ông Nguyễn Ngọc Phát, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản ấp cây me nhận xét, Tình chưa từng trộm cắp, quậy phá nhưng có lần nghe bà Tê nói là Tình cậy tủ lấy tiền của cha để đi chơi game. Mỗi lần bị la rầy là Tình lấy quần áo bỏ đi, đến khi gia đình đi kiếm thì mới chịu về. Sau khi học xong lớp 9, Tình nghỉ học rồi đi phục vụ các quán cà phê. Khi làm hết ca là bỏ đi chơi game đến tận sáng. Thời gian sau thì đi phụ làm lơ xe, rồi bỏ nhà lên Sài Gòn. Tết năm nay nữa là đúng 3 cái Tết thằng Tình không ở nhà. Năm đầu, nó về hôm 28 Tết, mượn cái xe chạy đi chơi nhưng gia đình không cho, rồi nó bỏ đi. Năm ngoái, mùng 2 Tết nó về chỉ gặp chị dâu và tôi đúng 20 phút là mất bịt,
cho đến tháng 12 vừa rồi nó về khám sức khỏe đi nghỉ vụ nhưng rớt vì thấp bé, nhẹ cân, cô ruột của Tình kể. Có lần tôi đi tìm con, thấy nó ngồi trong phòng game mà mặt mày xanh ngắt, run bần bật vì đói. Nó chơi game nên khùng luôn rồi, tội nó gây quá lớn. Hằng ngày, tôi chỉ biết tụng kinh, niệm Phật để cầu cho các vong linh được siêu thoát, chứ không dám xin tội cho con. Bà Tê nức nở. Cũng theo bà Tê sau khi Tình trở về quê khám sức khỏe, ở nhà chơi vài ngày. Hôm đưa con ra bến xe mà tim tôi quặn đau, tôi ôm nó thật chặt vào lòng và khóc như có cảm giác nó đi không trở về. Rồi khi chú ba hàng xóm đọc báo mạng phát hiện mới báo cho tôi hay. Tôi rụng rời chân tay, đọc không hết bài báo, lao về nhà nằm vật vã. Bà Tê nhớ lại. Cô Lâm Kim Hồng, giáo viên trường trung học cơ sở Tri Tôn, người từng có 2 năm chủ nhiệm lớp của Tình nói, mặc dù lứa học sinh của tôi từng chủ nhiệm đã ra trường cách đây 3 năm, nhưng nói đến em Tình là tôi nhớ rõ cậu học sinh ít nói, thường hay nghỉ học nhiều và đi trễ. Năm học lớp 6, thời điểm đó Tình là một học sinh ngoan, lễ phép. Khi đến năm học cuối cấp, một tháng Tình nghỉ học 7-8 ngày. Vừa nói, cô Hồng dở cho chúng tôi xem bản nhận xét và đánh giá từ các năm học. Chỉ có lớp 6 là học sinh tiên tiến, còn lại đa phần là trung bình, giáo viên phê thường xuyên vắng không phép, đi trễ, chưa thực hiện tốt nội quy. Mỗi lần như vậy là tôi gọi điện về nhà, cha mẹ Tình phải chạy đôn, chạy đáo đi tìm con nhìn thấy ma sót. Nhưng nhắc nhở hoài mà tính nó vẫn vậy. Trong lớp thì không chơi thân với ai, nghe học sinh nói lại là Tình toàn chơi với bạn bè bên ngoài trường. Có thể do nghiện game mà dẫn đến hư hỏng, cô Hồng thông tin. Điều tra vụ kế toán dùng hơn 8 tỷ đồng chơi Bitcoin. Đại diện công ty du lịch tố cáo nhân viên kế toán đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của công ty để chơi Bitcoin. Một nguồn thông tin cho hay, công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển hồ sơ vụ việc nói trên cho phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Theo thông tin ban đầu, mới đây, đại diện một công ty cổ phần du lịch biển đóng trên đường Mạc Đỉnh Chi, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, đến công an thành phố Nha Trang tố cáo nhân viên kế toán là Trương Ngọc Tuyển, sinh năm 1988, quê Hưng Yên, trong thời gian từ tháng 7 năm 2017 đến đầu năm 2018 đã chiếm đoạt hơn 8,2 tỷ đồng của công ty. Thủ đoạn của Tuyển là chuyển tiền từ 2 tài khoản ngân hàng của công ty vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Sau đó, Tuyển dùng tiền này để chuyển vào tài khoản ảo, tham gia việc mua, bán Bitcoin trên sàn giao dịch HTC. Giữa tháng 1 năm 2018 vừa qua, sàn giao dịch bị sập, Tuyển mất sạch số tiền trên. Đến cuối tháng 2 năm 2018, công ty phát hiện bị thất thoát số tiền lớn, nên đã tố cáo Tuyển đến cơ quan công an. Khách mất 245 tỷ từ chối nhận tạm ứng 14,8 tỷ đồng của Eximbank. Bà Chu Thị Bình không đồng ý vì Eximbank giải thích chưa rõ ràng và thậm chí còn đòi hỏi bà giữ bí mật thông tin tạm ứng. Sau khi cân nhắc lời đề nghị trả một tỷ lệ tương ứng 14,8 tỷ đồng từ Eximbank, bà Chu Thị Bình, khách hàng bị bút hơi 245 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, đã từ chối nhận tạm ứng. Trao đổi với chúng tôi ngày 2 tháng 3, bà Bình cho biết, sau khi làm việc với nhau, bà và ngân hàng không thể tìm thấy sự đồng thuận trong các điều khoản, nên đã trả lời bằng văn bản về việc này. Lý do được bà Bình đưa ra là khoản tiền đó chưa được ngân hàng giải thích rõ ràng, chỉ nói chung chung là tiền hỗ trợ bà giải quyết khó khăn, trong khi đó khoản bị mất của bà không được đề cập. Thậm chí, ngân hàng còn đưa ra điều khoản bảo mật thông tin để giữ uy tín cho ngân hàng, nên tôi không chấp nhận. Tôi đòi tiền của mình một cách minh bạch thì sao phải bảo mật, bà Bình nói. Trước đó, sáng 27 tháng 2, bà Bình đã có buổi làm việc với Hội đồng Quản trị Eximbank để đưa ra phương án giải quyết. Theo bà Bình, Eximbank đồng ý tạm ứng cho bà hơn 14,8 tỷ đồng là số tiền trên giấy. Ủy nhiệm chi mà cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an C44 xác định là chữ ký của chủ tài khoản, lẫn người được ủy quyền đều bị làm giả. Còn những khoản khác, ngân hàng sẽ chờ ra tòa. Hôm đó, bà Bình cho biết sẽ cân nhắc lại việc nhận số tiền tạm ứng này, nhưng phải xem trước bản thảo của biên bản thỏa thuận mới quyết định đồng ý hay không. Phía Eximbank cũng cho rằng, họ đưa ra phương án tạm ứng như vậy, để thể hiện có trách nhiệm với khách hàng trong quá trình chờ quyết định của tòa. Từ năm 2013 đến nay, bà Bình có mở 3 sổ tiết kiệm với tổng số tiền gốc hơn 301 tỷ đồng, trong đó một sổ 247 tỷ đồng,
một sổ 49 tỷ đồng và một sổ 5,4 tỷ đồng. Tháng 2 năm 2017, khi sổ tiết kiệm 49 tỷ đồng đến ngày đáo hạn, bà liên hệ để rút số tiền này, thì Exim Bank cho biết tiền gửi của bà không còn trong hệ thống. Sau đó bà kiểm tra lại toàn bộ các sổ tiết kiệm, thì được Exim Bank thông báo và cung cấp chứng từ cho thấy đã bị rút hết 245 tỷ đồng, trong khi bà vẫn còn giữ sổ tiết kiệm. Sự việc xảy ra được cho là do ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên phó giám đốc Exim Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã làm giả giấy tờ để rút tiền từ các sổ tiết kiệm của bà. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.